Rồi clip Quang Linh Vlog gọi Thùy Tiên là vợ yêu khiến nàng hậu gan giận dỗi vì thân mật gái lạ. Cách đây vài ngày, Quang Linh Vlog đã trở về Việt Nam để tham gia một số hoạt động tại nước. Trong dịp này, anh cùng với Hoa hậu Thùy Tiên tiếp tục đồng hành với nhau trong chuyến thiện nguyện tại Hà Giang. Từ khi biết Quang Linh, Thùy Tiên sẽ xuất hiện cùng nhau, thì cộng đồng mạng ngay lập tức chào Thùy một lần nữa vì quá đẹp đôi cả về ngoại hình, tính cách lẫn tấm lòng tốt dành cho cộng đồng. Trong suốt chuyến thiện nguyện tại Hà Giang, dân tình luôn theo dõi nhất cử nhất động của cặp đôi. Tối 9 tháng 8, nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, hài hước, vui vẻ của Quang Linh, Thùy Tiên cùng ekip cũng được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Thời đó, mọi người tổ chức sinh nhật cho nàng hậu, tổ chức hát nhảy cùng người dân địa phương. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc Hoa hậu Thùy Tiên ghen khi thấy có Quang Linh Vlog chụp hình với một fan nữ. Theo đoạn clip, có một khán giả nữ vì hâm mộ Quang Linh nên đến xin chụp hình cùng. Người này chủ động khoác tay anh. Thấy vậy, thuyền trưởng Tiến Nguyễn liền nói, cái tay, bắt lấy cái tay. Sau đó Quang Linh chụp hình xong thì liền quay lại chỗ ngồi cười. Máy quay sau đó đến chỗ Thùy Tiên, không biết nàng hậu nói gì mà thuyền trưởng Tiến Nguyễn lại nói giọng Tiên đang dỗi toang rồi. Nhiều người còn phát hiện ra nàng hậu tay bấm điện thoại nhưng mặt thì khó chịu thấy rõ. Chưa hết, cuối clip thuyền trưởng Tiến Nguyễn còn không quên nói toang rồi ông già ơi, View giận rồi. Được biết View là tên mới mà Quang Linh Vlog mới đặt cho Thùy Tiên trong chuyến thiện nguyện tại Hà Giang. Vì trong lúc livestream mỗi lần quay đến nàng hậu thì View ngay lập tức tăng vọt, thậm chí tối 9 tháng 8 có đến 100.000 người xem. Bên cạnh đó, nhiều khán giả còn nghi ngờ nam vlogger gọi Thùy Tiên là vợ yêu bằng View. Sau khi xem đoạn clip trên, dân tình cảm thấy vô cùng thích thú vì sự đáng yêu của cả Quang Linh Thùy Tiên. Mọi người hiện vẫn đang ra sức chèo thuyền mới, mong muốn cả hai sẽ trở thành một cặp. Sao mà đáng yêu dữ vậy? Trong mạc Linh cười gượng gạo quá, tự nhiên tôi mắc cười quá, netizen bình luận. Hiện tại, Quang Linh và các thành viên trong nhóm từ thiện đang có mặt tại Việt Nam để thực hiện một số dự án kết hợp với Thùy Tiên. Trên tài khoản cá nhân, nàng hậu cũng thường đăng tải hình ảnh chụp chung với Quang Linh cùng một số người khác. Dù đã chủ động giữ khoảng cách với nam vlogger, tuy nhiên khán giả vẫn không ngừng gán ghép cả hai. Thậm chí, một số người còn chỉnh sửa ghép ảnh cặp đôi và ảnh cưới cho Quang Linh Thùy Tiên. Được biết, Thùy Tiên Quang Linh có mối quan hệ bạn bè thân thiết, nàng hậu không ngại dành lời khen có cánh cho Quang Linh. Anh Linh là một người đàn ông rất đàng hoàng, hài hước nhưng có chừng mực. Ngay cả trước khi Tiên thân với anh Linh thì Tiên đã nghĩ anh Linh là một người rất đáng khâm phục rồi, bởi vì Tiên thấy anh Linh còn quá trẻ so với cách suy nghĩ và lý tưởng sống quá chín chắn, chững chạc như vậy. Nói về chuyến đi, nàng hậu viết, Tiên ước gì camera hành trình có thể chụp lại tất cả những gì ngày hôm nay mình nhìn thấy, một Hà Giang thật hùng vĩ, xinh đẹp và một chút lãng mạn của núi non, thác đá, quả thật Việt Nam mình lúc nào cũng đẹp. Để ngôi trường tại điểm trường Hà Giang được khánh thành thật thành công là nhờ vào tất cả tình yêu thương, sự ủng hộ của mọi người dành tặng cho các sản phẩm của team Việt Phi. Nhìn ngôi trường ngày hôm nay thật vững chãi, Tiên và team đã vô cùng tự hào và không khỏi biết ơn. Cảm ơn vì đã cùng nhau vun đắp một Việt Nam ngày càng xinh đẹp. Khác với lần trước là trà sữa, lần này Tiên mang thạch rau câu lên cho các bé. Không gì hạnh phúc bằng nhìn thấy nụ cười trẻ thơ với món quà mình tự tay làm, vui quá đi thôi. Kết thúc chuyến đi tại Hà Giang là sẽ còn những điểm khác nữa đồng hành cùng Tiên nha. Việc làm ý nghĩa của Thùy Tiên Quang Linh được đông đảo khán giả ủng hộ. Người đẹp ghi điểm trong lòng công chúng bởi hình ảnh giản dị thân thiện trong quá trình làm từ thiện. Phía dưới bài viết, khán giả dành nhiều lời khen cho Quang Linh Thùy Tiên như đúng là cô tiên ngoài đời thực, hành động ý nghĩa. Hai bạn có một chuyến đi thật hạnh phúc và ý nghĩa. Bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác bằng cả tấm lòng. Chúc mừng Tiên và team Việt Phi. Chị thích và ngưỡng mộ em vì em đẹp về mọi mặt. Cố gắng lên, giúp người giúp đời em nhé.